sẽ tiến hành trao giải Miss Popular Vote. Xin mời ông Nguyễn Văn Toàn sẽ tiến hành trao giải Miss Popular Vote. Chúc mừng thí sinh Dương Thị Hải My và xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Toàn. Và như vậy là 10 cô gái sẽ chính thức bước vào phần thi thuyết trình về hòa bình tại đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 đang hiện diện trên sân khấu. Và đó chính là những gương mặt đầy tiềm năng cho tâm năng chúc mừng và xin được chúc các bạn sẽ có phần thể hiện thật tốt hơn nữa. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn top 15 cũng như là các cô gái của vòng chung kết Miss Grand Việt Nam. Các bạn đã thể hiện rất tốt trong đêm này cũng như suy suốt cuộc thi. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào Việt Nam, this is Lucina Fuster, Miss Grand International 2023. Regrettably, due to my personal commitments, I'm unable to join on this grand final night. But let me tell you that Vietnam holds a very special place for it.